cuộc đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau, làm ta thêm yêu đời biết bao. Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn trân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Ba đồng ý nha ba. Thôi, ba nói không có được. Giờ con lên con hỏi má con đi. Chứ ba không có thích con tới mấy cái chỗ mà mặc ti mặc tiết rồi mặc bikini rồi bơi rồi biết rồi. Tới mấy chỗ đó có bổ ích lợi lộc gì đâu. Chứ lại con dù sao con cũng là con trai đích tôn của dòng họ, thấy không? Thời bây giờ nhiễu loạn giới tính dữ lắm. Lỡ có chuyện gì ba ăn nói sao với tổ tiên dòng họ. Ba nè, con chỉ tới đó với mấy người bạn thân trong lớp con thôi. Con có vượt quá giới hạn đâu. Với lại ba thấy không? Gia đình mình mang tiếng là gia đình hiện đại, không lẽ ba cấm con không được đến bữa tiệc của lớp con? Nó vô lý quá chừng luôn. Vô lý cái gì mà vô lý? Ba đã nói rồi, không đi là không đi. Mày mà đi tao đập gãy giờ. Ba kỳ cục ghê. Con hơn 20 tuổi đầu rồi chứ đâu phải con nít đâu. Lúc nào á ba má cũng bắt con làm này không cho làm kia, bắt làm nọ. Ba nên nhớ, con là Quy Hoàng chứ không phải Thảo Linh con của nhà bên kia. Ba không cho đi hả? À, cái thằng này quá lớn lối lớn tiếng với ba mẹ hả? Nè nè, sao vậy? Sao mà phải thể hiện quan điểm trước mặt ba là sao vậy hả? Lúc nào mở miệng ra cũng nói là con lớn rồi hết mà cư xử vậy á, hỏi thì sao ba không an tâm? Còn hỏi ba chứ, chính ba mẹ lúc nào coi con là con nít hết. Ba mẹ làm con chán rồi đó. Con mà chán hả, con đi ra ngoài con thuê nhà trọ con ở với bạn con luôn. Gan quá ha. Thử đi, đi đi. Ngon đi đi. Đi thử rồi biết. Được cao lắm chừng 5-3 ngày. Ờ mà không 5-3 ngày đâu, 2 ngày à. Quay đầu về cái lợi lên nói năn nỉ ba. Ba ơi con đói bụng quá, con đói bụng quá, nấu cơm con ăn nha ba ha. Con không thèm, con đi luôn á. Phải không? Đi luôn nè. Khoan. Ờ giờ nói không thèm mạnh miệng lắm. Không thèm phải không? Ấy chà, rớt rớt rớt. Không thèm thì con lấy tiền rồi mua áo mới không? Con không thèm. Không thèm phải không? Con thèm tao. Cái gì vậy? Con sợ nó rớt. Không rớt tôi lụm nè, nó mới lụm đụng tao nè. Con gì? Thôi học đi trễ giờ giờ. Nhưng mà còn cái chuyện mà đi chơi sau 12 giờ là miễn xin ha. Ba. Không là không. Ba. Nè, bánh bèo. Gì? Ra đây. Gì? Trời đất ơi. Nè, ở bên kia chiến tuyến, nước sông không phạm nước giếng. Đừng chọc tức tôi nha, chọc tức đi. Trời ơi. Tôi xử đẹp cho lúc đó hả nói hả, con trai xử con gái kỳ. Ủa xử sao? Trời ơi, mấy người nhìn lại mấy người đi. Lớn tòng ngồng rồi, già khú đế rồi, đi đâu cũng phải xin phép. Không biết nhục hả? Unbelievable. Tránh ra rồi. Tránh ra. Đường ai? Tránh ra, tôi đi học. Bây giờ có xích hoa không? Không. Tôi đá một cái là mất khả năng sinh sản liền luôn đó nha. Xích hoa. Tôi sợ dơ quần trắng rồi nha. Đồ chanh bèo. Ê, cái gì vậy? Có con bướm tôi giúp thôi mà. Hè. Anh nói gì? Có con bướm tôi giúp tôi bắt nó. Ờ, được rồi. Đã xấu xí rồi, đừng có nghe lén điện thoại của người khác. Bỏ đi đời người đó cưng. Tôi nghe nào. Tôi là bộ... À không, tôi lấy đồ thiệt chứ bộ. Dảnh lỗ tai làm gì? Lỗ tai để chân hả? Bánh bèo. Đồ chấm bèo. Ê, ê, ê. Ôi, Hoàng. Đi, 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 bỏ ra đi, tới nhà tôi rồi. Có gì đâu mà làm cái gì thấy ghê quá vậy nè. Gì vậy? Ba má tôi ở nhà đó. Có gì đâu. Tôi nói với Phi Phi rồi, ba má tôi không cho tôi tới buổi tiệc đó. Trời đất ơi, không có tới cái bữa tiệc đó là một sự sai lầm. Biết bao nhiêu là trò vui. Với lại Hoàng mà không đi, Phi Phi còn gì niềm vui nữa.
Trời đất ơi, không có Hoàng thì có mấy bạn khác trong lớp nữa. Nhưng mà không ai hợp với Phi Phi bằng Hoàng hết á. Thôi mà Phi Phi, đi không có được, ba má không cho. Không cho phải không? Giờ Phi Phi vô, Phi Phi xin một cái là ba má cho đi liền. Cái gì vậy? Bây giờ làm sao? Bây giờ có đi không? Nè, Phi Phi đếm tới 3 tiếng mà Hoàng không đi là Phi Phi nhào vô ôm Hoàng đó nha. Một đi không? Tôi nói ba má không cho. Không? Không được. Ba đi mà. Không? Không, tôi ôm nè. Trời ơi, Phi Phi. Nè, tôi ôm mấy người ở nhà. Trời ơi, người ép nha. Sái ca, sái ca. Cái gì vậy? Sái ca nhìn nè. Biết cô bánh bèo đang dở trò gì, nhưng mà có vẻ nó đang đắc ý với những tấm hình đó lắm. Nè, ám quá vậy? Hợp đồng nô lệ đó, ký vô. Mơ đi, tôi không bao giờ ký vô cái hợp đồng này. Và cũng không bao giờ làm nô lệ của cô. Nè, cầm đi mà mơ. Đồ bánh bèo. Vậy thì chỉ cần ấn một nút nhẹ thôi là tấm hình đó sẽ hiện lên trên Facebook của tất cả mọi người. Trong đó có ba mẹ của anh. Ba mẹ của anh sẽ biết người tình của anh là ai. Cả thế giới này sẽ biết người tình của anh là ai. Nói chung là tôi cũng tốt bụng. Tôi cho anh suy nghĩ từ giờ cho tới ngày mai. Nhưng giờ này ngày mai anh phải ký vô cái hợp đồng nô lệ này. Phải là nô lệ của tôi một cách tự nguyện. Mơ đi, viễn vông, bánh bèo. Không biết ai bánh bèo hơn ai nữa. Nhà tôi nha. Hùng hổn. Ngày mai rồi cũng phải ký thôi. Ê, chết rồi. Ba mà thấy cái tấm hình đó gọi lên án. Mọi người phải trốn đi. Nè, con rùa kia. Dạ. Giờ mới chịu ra hả? Ra đây. Xóa liền mấy tấm hình đó cho tôi. Sao? Biết xóa. Sợ rồi chứ gì. Ê, ngày hôm qua, hôm qua ai mạnh mẽ lắm, hùng hồn lắm. Ê, tôi giận vậy nè, xóa liền tấm hình đó thôi. Giờ sao? Dạ. Bây giờ sao thấy hèn quá vợ, bắt người ta xóa là sao vậy hả? Nè, không thích chơi vậy nha. Hèn, con gái đi chụp lén con trai hả? Hèn hả? Xóa đi. Xóa không? Anh đạt tôi đó hả? Trả cho tôi coi. Hôm nay anh hung dữ như vậy anh đạt. Xóa. Nghe lên đi. Nè. Nạt tôi. Tôi bóp Facebook. Nè. Nè. Cô làm gì vậy? Ai cho anh giật điện thoại của tôi vậy hả? Thì xóa nó đi. Anh có tin không là tôi tạo 10 cái tài khoản Facebook ảo, xong rồi tôi sẽ post đầy lên cho tất cả mọi người biết nè. Bỏ ra, bỏ ra coi. Trời. Thôi được rồi. Giờ muốn gì tôi chiều. Xóa đi giùm tôi cái. Anh nói làm sao vậy? Anh nói sao mà anh có quyền là anh muốn cái gì là hả tôi chiều theo anh vậy? Không có đâu ha. Nè. Vấn đề ở đây là tôi là người muốn cái gì á. Ở đây tôi đã soạn sẵn một tờ giấy. Nho nhỏ bé bé xinh xinh. Có những hàng chữ vô cùng dễ thương. Đây là hợp đồng nô lệ mà tôi dành cho anh. Anh có thể đọc kỹ và ký tên ở dưới đó. Ở dưới đây ghi sẵn rồi, người ký. Não cá vàng. Là anh đó. Ê nè. Cái gì? Tôi xé nó rồi. Anh tên hả? Trời ơi, anh muốn xé hả? Anh cứ xé đi. Ở trong nhà tôi còn nguyên một lốc kìa. Tôi dán đầy nhà anh cho ba má anh thấy, cho nguyên một dòng họ anh thấy là anh là ba 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 ba. Đừng nhét cho họng cô vậy nha. Bây giờ anh có ký hay là không? Ký xóa. Lượm lên đi. Con người gì không biết tôn trọng cái hợp đồng của người ta gì hết trơn á. Có biết là hả, nguyên một đêm qua tôi ngồi tôi suy nghĩ ra cái hợp đồng này không hả? Ê, cái gì vậy? Ký rồi đó. Xả hình. Xả hình. Đừng có hung dữ nha. Tôi còn cái USB chép đầy hình của anh trong đó nha. Để tôi coi coi. Đây là hợp đồng nô lệ. Kể từ bây giờ anh là nô lệ của tôi. Trời ơi! Oan gia, trời là oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất.